Welcome back to my channel, Lubun Live Vlogs. Bayar lama na have dinner late, so late today because when I from work, I back home from work, so after go to yoga and go to another class. So only just come back home, take a shower, and now I really I'm ready for my dinner by outside on the way when I come back home. So you know this one, wow, it and noodle soup. So this one and this one, so eat together, and this one eat, yeah. And very hungry now, very hungry. But I need to do something more. Yeah, Oh baby, you gotta say and all the world and I know you can afford. Ok, và bây giờ mình ăn nha các bạn. Ăn mì trước, đói bụng quá, xá đói bụng rồi. Chung là không ăn là chịu không nổi nữa đâu nhé. Cái này nãy mình mua ở chỗ mà người ta bán cái gì ta, bán mì gõ á. Xong rồi cái thấy người ta làm cho cái chị kia làm mì trộn á các bạn. Mì trộn nhưng mà mì dạng mì kia đó, cái mì mà mì ta bán mì gõ đó thì nó muốn ngon. Xong rồi chị đã nói hết rồi, cho nên bây giờ chỉ còn mì gói thôi, cho nên là thèm quá, đói bụng quá, cho nên là phải mua mì gói luôn các bạn. Phải mua mì gói mà dạng ta sẽ làm giống như mì trộn vậy đó để mình ăn ha. Thật sự mình không thích mì gói lắm các bạn, nhưng mà tối quá. Với lại thấy người ta làm dạng mì trộn á, nhìn rất là ngon. Thì nói chung là cũng ok, cũng ok, nhưng mà không có ngon lắm như là, tại vì cũng ngon lắm thôi, với cái mì vàng mà cái mì mì tươi á, còn này mì gói này là mì khô rồi các bạn. Mì khô thì nói chung là chất lượng nó sẽ không bằng cái mì kia rồi, nhưng mà nói chung là ăn ok, không đến nỗi là quá tệ ha. Nói chung là đói ăn ok. Good. 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 Quá đói luôn. Đói chị không nổi luôn á. Thì không biết bữa nay bị gì á, tập yoga rất là hăng say các bạn, rất là hăng say, tập coi như là dạng tập trung rất là cao độ luôn, tập trung y như là trong mình, y như là trong suy nghĩ, y là cảm xúc của mình á, vậy nó không có được, bữa nay là không có được thoải mái, nói chung là không có được vui vẻ đó. Thì chứ bình thường những cái ngày vui vẻ các bạn, mình tập rất là lơ là, nói chung là rất là lơ là. Sao ngoài ha, bữa nay không biết có bị gì á, bắt đầu tự nhiên thấy y như là có một cái gì đó nó rất là quyết tâm, không phải là quyết tâm nữa, y như là tập trung cao độ luôn các bạn, tập trung rất là cao độ. Xong ha, tập rất là nghiêm chỉnh, cho nên ha, tập mà tập một miếng bắt đầu mồ hôi nó đổ ướt nhẹp luôn. Xong rồi cho nên mình phải có một cái lớp khác nữa đó, mình học cái khác nữa. Xong rồi cho nên là mình tập dạng là khoảng còn 50 phút nữa, chắc khoảng 5 phút nữa là kết thúc cái bài yoga, thì mình sẽ rời cái lớp đó sớm hơn 5 phút, bắt đầu đi thay đồ, bắt đầu là đi qua một cái lớp khác để học. Nói chung là hôm nay tập yoga rất là ok.
Đúng rồi, mì trộn rất là khô các bạn. Ăn phải ăn cái này mới nổi. Ăn không nó khô queo. Simbo. Simbo đi nha. Nó đi. Noodle, fast noodle in the bank, and they make with hot water, maybe some minute on hot water, and after take out and put something like meat, onion, and this one I don't know what talk, and oh, so like that. Yeah, because if eat this one only, so very dry. So when I eat this one, after eat with soup. So feel a little more, and after that I got to eat hộp vịt lộn Việt Nam. I think only Vietnam and like Thailand or Chinese, I don't sure, but Vietnam, so they like eat this one. Yeah. Okay, see you later. Good night.